Bà lại tôi hay chưa? Tôi bảo bà là bà lốp ấy. Nói chung phần co của tôi thì nói chung là cũng phèn chả kém gì khác kia. Thôi cố gắng bây giờ là gì nhỉ? Được từ đâu 2 tỷ đấy vậy? Chả cũng chả kỳ vọng đâu cả. Nói chung cái SF4 này công bằng đấy, nhưng mà cái đóng kỹ năng boss rồi thành HP tôi muốn tự sát con mẹ luôn. Ok, hết đấy. Dạ anh ơi. Dạ Hả? qua bên đây Force đi. Làm gì? Qua bên đây Force bởi vì tôi đang ở chỗ đang có ông Dev Moon nhưng mà ông ấy hình như ông chưa sẵn sàng thì phải. Điều của tôi là 469. Ok, ok bắt đầu rồi. Ừ, 6 cái lưỡi rồi hả? Ghê vậy. Leo mà anh. Em có muốn leo đâu, bán được bao nhiêu bán anh. Em chỉ đi farm 45 thôi. Mấy Có ông bảo anh tôi đi tốt do hay một nhá, tí. ý thế là cái quan trọng nhất là tốt điểm cao là được cả. Cái này nó nhiều gì nhỉ, nó cũng nhân phẩm lắm. Có lý do thì anh em mình đi pha 50. Anh lý do thì em với anh kéo được lên 50 rồi. Mẹ mình đi pha 45 thôi. Ưu tiên những búp này nhá, những búp mà bác lên ưu tiên là Thunder God này, bắn cái trên Nightlings này, Chị là gì với cả và God? Tôi biết mà. búp xanh thì bác búp mấy búp về sau đủ đủ rồi, bác ưu tiên lấy cái gì nhỉ, Fever Time ấy, khó Fever. lắm ấy, Tôi hiểu rồi, Fever Fever Time thì đẩy ngon nhanh, rồi. đam to dễ lấy chi đâu. Đam bác cũng ưu tiên nhá, búp búp xanh lớp biển thì bác ưu tiên crit đam. Anh mua mà anh nó ấy, em có 0,5 máu à, có đau được đâu, em lắp full con phòng thủ mà, em có lắp full Thủ power sẽ to là cái con gì không?
Galactor 3 8 tăng nút thứ chưa?